căn nhà trong video này. Giá chào bán 1 tỷ 550 triệu đồng có tặng nội thất, thiết kế và xây dựng đều đã được đầy đủ về sổ đỏ chính chủ cũng như giấy tờ pháp lý hợp lệ. Quanh cái vị trí của cái căn nhà này thì đấy, trường mầm non, trường tiểu học chỉ cách vị trí nhà khoảng tầm 200m thôi, và chợ dân sinh rất là gần, cách 300m. Từ vị trí của căn nhà đi ra bến xe Nghĩa chỉ khoảng tầm 3,5 km thôi mọi người nhé.